Rồi hôm nay chúng ta học cái vấn đề nó hơi hàn lâm một chút. Nên mà thầy cũng bảo đảm là không có nhiều bác sĩ ngoại khoa hiểu về vấn đề này đâu. Mà thực tế là nó ứng dụng trên lâm sàng rất nhiều. Nha, đó là cái vấn đề về truyền dịch ở bệnh nhân hậu phẫu. Trước khi đi vào học cái vấn đề này, chúng ta phải biết sơ qua và những cơ bản là sinh lý bệnh cho bệnh nhân phẫu thuật của bệnh nhân trẻ và phục mổ. Thì trong cơ thể của bệnh nhân đấy, về mặt nội môi nó có những biến đổi quan trọng nào nha, thì cái bệnh nhân sinh lý bệnh này mà các bạn đi nội khoa hoàn toàn là sẽ không được học đặc thù cho ngoại khoa. Như thế thì bệnh nhân phẫu thuật đấy bệnh nhân bị tác động bởi những cái vấn đề nào? Bệnh nhân phẫu thuật nào, thứ nhất là phải nhịn đói một thời gian ngắn hoặc dài trước mổ, đúng không? Thứ hai nữa là gì? Là chịu tác động của thuốc như mê nha, và vô cảm, đặc biệt là gì? Là gây mê toàn thân. Thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là bệnh nhân chịu đau đớn do cục mổ gây ra. Như thế thì cục mổ nào có banh da xẻ thịt càng nhiều, hiểu không? Thì cái đau càng nhiều và cái hậu quả mà bệnh nhân phải chịu càng lớn. Nhưng vì thế cho nên là những cái biến đổi này nó sẽ hạn chế bớt nếu như bệnh nhân cái thời gian nhịn đói bệnh nhân nó không kéo dài lắm. Thứ hai nữa là nếu vô cảm không phải là gây mê toàn thân, mà ví dụ gây mê tại chỗ, gây mê sống, gây vùng gì đấy, hoặc là sao là ta mổ bằng những phẫu thuật xâm lấn tối thiểu của nội soi, thì những cái biến đổi này nó sẽ hạn chế bớt. Như vậy những biến đổi đó là gì? Nghe thầy đặc trưng ngay sau khi là bắt đầu những cái biến đổi nó sẽ xảy ra, nó bắt đầu xảy ra khi bệnh nhân bắt đầu nhịn đói, nhưng nó sẽ xảy ra rõ ràng nhất và là cường độ cao nhất khi bắt đầu gây mê. Những biến đổi đó là gì? Là mổ. Khi bắt đầu gây mê thì trong cơ thể bệnh nhân sẽ có sự tăng tiết cái gì? Catecholamine. Đúng chưa? Anh này làm gì? Làm co mạch máu, trong đó mạch máu thận. Co mạch thận. Đúng chưa? Co mạch thận thì sao? Nó sẽ kích thích những cái hệ, những cái thiết bị tế bào cạnh cái cầu thận đó. Nha, tiết ra cái gì? Tiết ra renin. Trên anh đề niêm này nó sẽ tác động vào anh gì? Catecholamine. Xin lỗi các bạn. Angiotensin, nogen. Để cho gan tiết ra. Nha, chuyển anh này thành gì? Đang sao chuyển gì thành gì? Đúng rồi, angiotensin 1. Thầy viết tắt là A1 đi. Nha, cái A1 này lại chịu tác động của một cái men gọi là men chuyển, đúng chưa? Nó chuyển thành cái gì? A2. Cái A2 này nó tác động vào trong cái vỏ thận, nó gây ra gì? Gây ra tiết. Đúng rồi, androsterone. Hôm nay giỏi bằng nội khoa quá vậy. Cái androsterone. Rồi anh này tác động làm cái gì? Về mặt chuyển hóa, androsterone tác động làm cái gì? Giữ nước. Hai nữa là giữ natri. Thứ ba nữa là gì? Tăng thải hai ca cộng. Đúng chưa? Như thế đấy, hậu quả sinh lý bệnh là như thế này. Như thế thì một bệnh nhân hậu phẫu nó tùy vào cái cuộc phẫu thuật lớn hay nhỏ nha, tùy vào đau nhiều hay ít nha, tùy vào thời gian nhịn đói ngắn hay dài mà có những cái biến đổi sau đây ở trong cơ thể. Về mặt nội môi đấy nhé, nó nội môi đấy. Một, giữ nước. Thứ hai nữa là giữ muối. Đúng chưa?
Thứ ba nữa là cái gì? Hả? Tăng thải ca cộng. Thứ tư nữa là cái gì? Hả? Tăng gì quá. Đúng chưa? Nhìn nó tăng gì quá. Đúng chưa? Trong đó bao gồm cả tăng tân tạo luco luôn. Như thế thì một bệnh nhân mổ thì chúng ta dí cái nội mô của bệnh nhân giống như là một cái thùng nước nó đang sắp tràn, lúc nào nó cũng thẳng như một lượng muối và nước. Vì thế nếu như chúng ta truyền dịch cho bệnh nhân ngay sau mổ giống như là truyền dịch một trường hợp bình thường không mổ thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ là gì, là quá tải nước và muối, quá tải nước và NA cộng. Đúng chưa? Mà quá tải nước và NA cộng này sẽ gây ra hậu quả gì? Thầy không nói hậu quả đến những bệnh nhân có bệnh lý nội khoa nha. Trước mắt chúng ta thấy là cái phổi bệnh nhân dễ bị viêm phổi, dễ bị viêm phổi, phù phổi. Tại sao viêm phổi? Phổi nó sủng nước nha, hạn chế không khí thì dẫn đến bội nhiễm viêm phổi. Thứ hai đó là cái gì? Nó làm giảm cái hoạt động của hệ miễn dịch. Qua đó là cái gì? Làm tăng cái nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết thương. Đồng ý không? Về xu hướng hiện nay, quan điểm hiện nay y học hiện đại đối với bệnh nhân hậu phẫu là chúng ta hạn chế cái lượng dịch truyền cho bệnh nhân nha. Hạn chế bao nhiêu? Thì thông thường đấy, chúng ta sẽ hạn chế khoảng từ 1/3 đến 2/3 cái nhu cầu truyền dịch cơ bản của bệnh nhân. Nắm được vấn đề chưa? Ví dụ bệnh nhân không có mổ nha, bây giờ không uống nước thì chúng ta nhu cầu truyền dịch cơ bản của bệnh nhân là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Đúng rồi. 2 lít là nó tính cái tính rợ, tính chung chung như thế, nên cụ thể là phải theo quy luật. Người bình thường thì nhu cầu nước dịch á nha, cơ bản hàng ngày là như quy luật là gì? 4 2 1, biết này chưa? 4 ml nha, trên ký, trên 10 kg đầu tiên, 10 kg đầu, đúng chưa? 2 ml trên ký, trên 10 kg kế của cơ thể, còn lại là sau 1 ml trên ký, cả trên bây giờ. Như thế thì một người cân nặng 60 kg thì bình thường đấy thì cần bao nhiêu ml dịch? Ta có là gì? Là 40 trong 10 kg đầu cộng với 30 trong 10 kg kế, đúng không? Vậy còn bao nhiêu ký? Còn 40 xin lỗi bạn, 60 20 lít, 4 4 2 1, đúng chưa? Vậy là 10 kg kế là 20 chứ, 20 ml cho 10 kg kế, còn lại là bao nhiêu? Còn lại là 40 thì 1 ml chứ, đúng chưa? Như thế là bao nhiêu? 40 ml nha, trên 1 giờ. Như thế trong 1 ngày 24 tiếng nha, thì bệnh nhân này 60 kg cần bao nhiêu, đúng không ta? Xin lỗi bạn, đúng rồi, 10 kg, 10 kg là 20, đúng không? 40, đúng không? Rồi 40 20 là như 60 100 nha, trên 1 giờ. Bệnh nhân 60 kg thì 1 ngày cần bao nhiêu? 2400 ml. Đó là người bình thường, đúng chưa? Tuy nhiên đối với bệnh nhân hậu phẫu, do xu hướng là sao? Tích nước, do xu hướng giữ muối, đồng ý không? Nếu mà người ta truyền có số lượng như là bình thường thế này ấy, nha, thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ quá tải nước và muối. Mấy bạn biết rồi, quá tải nước và muối thì hậu quả gì? Nãy thầy mới nói là đã viêm phổi, giảm đáp ứng của hệ thống miễn dịch, giảm chức năng của hệ thống miễn dịch, dẫn đến trùng vết thương. Cho nên xu hướng là khi học hiện đại ngày nay là sao? Ta sẽ giảm nhiêu? 1/3 cho đến 2/3 nha, nhu cầu nước cơ bản. Như thế thì một bệnh nhân hậu phẫu
nha, thì giảm còn bao nhiêu? 1 phần 3 là bao nhiêu? 800. 2 phần 3 là bao nhiêu? 6. Như thế thì truyền cho bệnh nhân 60 ký thì bệnh nhân này truyền bao nhiêu? Còn 2 phần 3 là gì? 1.600 lít. Còn nếu mà giảm 2 phần 3 thì còn bao nhiêu? 800. Đồng ý không? Những trường hợp nào giảm 2 phần 3? Trường hợp mổ phổi. Những cái mổ trên phổi đấy thì càng thiết chế càng nhiều càng tốt. Như thế thì ngày nay là gì? Xu hướng hiện nay là chúng ta nhớ là một ngày một bệnh nhân trưởng thành bình thường đấy. Nha, chúng ta chỉ truyền khoảng 1.5 lít nước thôi. Chúng ta truyền 2 lít là hơi nhiều. Còn với ông bệnh nhân 60 kg thì khoảng 1.5 lít nước là vừa. Ha. Rồi, đó là về số lượng, còn về thành phần thì sao? Thành phần thì sao? Bình thường đó, nhu cầu hàng ngày của chúng ta cộng là bao nhiêu? 60 cho đến 190 mét trên ngày. Còn nếu bệnh nhân hậu phẫu do có xu hướng giữ muối lại thì chúng ta giảm một phần nửa này thôi, khoảng 30 đến 40 mét thôi, 30 cho đến 40 mét trên 24 giờ trên ngày. Giả sử nếu một cái chai NaCl 0.9% thì có bao nhiêu mét Na cộng? Có khoảng 150 mét Na cộng. Đồng ý không? Như thế thì cái lượng muối, lượng Na cộng của bệnh nhân có nhu cầu hàng ngày, bệnh nhân hậu phẫu là khoảng bao nhiêu lít, bao nhiêu ml? 30-40 nha, cái này là 150, như thế thì khoảng 1/4 đúng không? Khoảng là 250 ml anh là ACL 0.9/1000. Các bạn thấy không? Gần như đây đâu có nhiều ha. Còn nhu cầu ca cộng thì sao? Theo một ngày bình thường cũng 60 cho đến 90 mắc. Tuy nhiên các bạn thấy là bệnh nhân hậu phẫu đấy thì sẽ có quá trình dị hóa thì tiêu bào, đúng chưa? Mà tiêu bào bạn thấy là Na cộng, xin lỗi bạn, ca cộng nó chủ yếu tập trung trong nội bào. Một ngày bệnh nhân nhịn đói thì sẽ 100 gram thịt của mình đấy nó bị tiêu đi, cho nên sẽ một lượng đáng kể là cộng nó phóng thích vào trong tuần hoàn ha. Cho nên cái lượng nó phóng thích từ nội bào ra ngoài và huyết tương đấy nó nhiều hơn so với nhu cầu của bệnh nhân, cho nên là ở bệnh nhân hậu phẫu bình thường thì không có khái niệm phục hồi bổ sung ca cộng, không có khái niệm không bổ sung, trừ trường hợp bệnh nhân có thiếu hụt trước đấy nha. Rồi như thế thì chúng ta thiết lập một công thức để truyền cho bệnh nhân nha. Giờ nó tóm lại là gì, bạn chỉ nhớ một câu thôi: một bệnh nhân 50-60 kg truyền không quá 1.500 ml nha, dung dịch gì NaCl 0.9% nha, và gluco 5% nha, hoặc là gì nữa, NaCl 0.45% và gluco 5%. Trên thị trường có sẵn những loại dung dịch hỗn hợp thế này chung, NaCl 0.9 có 5% chung, hai thứ chung với nhau nha. Rồi gì, NaCl 0.45 có 5%, hai pha hai chung với nhau, chúng ta cứ việc truyền cho bệnh nhân nha, là khoảng từ 1.000 đến 1.500 ml trên 24 giờ, đồng ý không? Còn nếu nha không có dung dịch chung như thế này mà chúng ta lại phải tách riêng ra, chúng ta phải dùng NaCl 0.9% nha, 500 ml nha. Rồi sau đó là ta dùng gluco và cộng thêm gluco 5% 500 ml nhân cho 2
Adrian sao? Một chai Luco. Đúng chưa? Sau đó là một chai NaCl 0.9%. Rồi sau đó là gì nữa? Một chai Luco nữa. 0% nữa. Nguyên hợp như thế thì tóm nói tóm lại là tổng cộng lượng nước một bệnh nhân cần điều trong ngày là bao nhiêu? Lít rưỡi. À, anh là bao nhiêu mét? 70. 70 là cũng hơi nhiều so với nhu cầu của bệnh nhân đấy. Hả? À, còn ca cộng không có. Đồng ý không? Rồi, thứ hai, câu hỏi thứ nhì. Tôi có thể thay NaCl bằng lactate được không? NaCl thay bằng lactate được không? Ta biết là trong dung dịch NaCl 0.9/1000 có 150 m Na cộng nha, 150 m clo trừ, đúng chưa? Còn lactate inger thì sao? Có gì? Có 127 m Na cộng khoảng 106 m. CL trừ, đúng chưa? 4 m K cộng, hay còn lại là khoảng 27 nha, mét milimol hay mét lactate. Đồng ý không? Như thế thì cái lượng mà anh, cái lượng là truyền lactate trên cơ thay cái này bằng cái này nha, thì thầy nghĩ là cũng được đấy. Cái lượng Na của bệnh nhân sẽ tương gần như tương đương. Thứ hai nữa là cái thành phần Na và CL của bệnh của dung dịch lactate này đấy, nó gần gần giống như tương, đúng không? Đúng không? Tương đương là nhiêu trong mong lông? Nha, 106 thì này 127, 106 gần gần. Còn NaCl ta truyền nhiều quá thì bệnh nhân có xu hướng là gì? Ta tăng cái nồng độ clo lên, đúng chưa? Ta clo lên thì bệnh nhân sẽ bị gì? Hả? Nếu mà tăng clo truyền nhiều NaCl quá, tăng clo lên cao quá thì bị cái gì? Thì nó sẽ làm giảm mức HCl3 trừ, luôn luôn âm dương nó bằng nhau.